các bạn, hôm nay mình dẫn các bạn đi chùa Bãi Đính nhé. Xin chào. Hôm nay các bạn đi chùa Bãi Đính nhé. Mình đang quay cho các bạn trên đường đi là 500 vị tôn giả. Đó. Hello, đấy đang quay cho con. Ông bà ơi, đi nhanh thế. cái cảnh ơi. Tôn giả Hoa Vương. Ai, tôn giả này nhiều quá trời tóc luôn. Tóc dâu luôn. Đó. Và tôn giả gì? Hoa Vương. Không gì bằng tâm tịnh. Ra đi chùa rồi. Tôn giả này có phòng kim cô rồi. Ừ. Đấy, tôn giả lúc nãy em có. Tôn giả Tuệ Khoan trực ý. Hello. Ông ơi, ông đi đâu đấy? Ông phải đi theo đúng vòng đi, ông cứ đi ngược ấy. Cái đấy là gì? Hơn 500 vị à, tôn giả anh? 500 tròn. 500 tròn luôn hả? Ồ. Ờ, sao lúc nãy mẹ không quay trực tiếp nhỉ? Cái này mẹ quay lại để mẹ đăng sau. Ờ, để mẹ quay trực tiếp nhá. Rồi, chúng ta lại tiếp tục quay nữa nha. Lại gặp các vị tôn giả. Tại vì các bạn biết sao không? Tận 500 vị tôn giả lận các bạn ạ. Mà hôm nay trời rất là mát và gió. Hai chú cháu rất là tình tứ. Hello. Mẹ quay mà. Mẹ đang quay. Được mấy trăm vị rồi? Đâu có đến. Em vừa quay em phải đếm nữa sao? Chị đi ra đi, chị không có được đẹp. Đâu? Đọc to cái vị đang đứng. Coi nào Phụng ơi. Phổ Hiền. Tôn giả Phổ Hiền Hạnh. Phổ Hiền Hạnh. Đúng rồi. Tôn giả Oai Được Thanh. Tôn giả Phổ Hiền Hạnh. Đa Già Lâu. Tôn giả Thiên Cổ Thanh. Thủ Hỏa Diệm. Tôn giả Thủ Hỏa Diệm. Tôn giả Thiên Cổ Thanh. Mấy chú cháu đi xem. Tôn giả Ứng Hòa Hợp. A Lợi Đa. A Lợi Đa. Để đấy người ta đi xuống rồi. Hôm nay ngày 10 tháng 3 là ngày dỗ tổ Hùng Vương, rất là nhiều. À, không phải biết là đúng rồi. Đệ tử đi chùa nha các bạn.
lộn, em cứ lộn qua con chiên ứng cổ phụng bên đạo chúa. Đấy là cứ phải bị nói ngập ngừng là vậy đó. Đoạn nào cũng vậy thôi, đoạn nào mình cũng phải thờ, đúng không các bạn? Anh đọc tôn giả gì đây? Tôn giả Phả La Đoa. Phả La Đoa. Lạc Phúc Tạng. Lạc Phúc Tạng. Cầm hai cái chuông gõ. Tôn giả Tâm Bình Đẳng. Ô, tôn giả này có tóc nhé. Các bạn nhìn kỹ không? Tôn giả này có tóc đàng hoàng. Thiện nhãn. Đó. Tôn giả này là Hiền Kiếp Thu. Bắt đầu là Ba la thanh tịnh tỳ la. Thanh tịnh tỳ kheo. An sự đắc tán tự sự đắc hư. Rồi tôn giả gì đấy? Tôn giả gì mà chùm? Câu na xá. Tôn giả Tịnh Nhân. Tịnh Nhân là con gì đây anh? Anh ơi con gì? Không phải con ếch đâu. Các bạn nhìn kỹ đi. Đúng không? Các bạn biết đây là con gì? Con ếch nó có đuôi hả? Cái này con này có đuôi à? Phụng đâu rồi? Ôi trời ơi, ông ơi là ông. Ông đi trước, ông có bỏ dầu không? Năm trăm vị tôn hành giả phải không anh? 500 vị đệ tử. Rồi lại ghi hình lại. Xin chào các bạn. Hôm nay là thắp chuông này các bạn ơi. Hôm nay gia đình mình đi chùa Bái Đính nha. Và chúng mình đang đi vào chùa thắp chuông đây. Wow. Anh hơi đấy, người ta thuê đồ chụp hình hay sao ấy hả? Chúng ta lại quay tiếp nha. Và sau đó quay tiếp các bạn đang nhìn chụp nhau, hình nhìn đó, nhau các nhau, bạn nhìn nhau đó, nhìn vào nhau ấy đó, nhìn vào nhau. Mặt trống. Đây mặt trống to đấy, không người thả được. Đấy, người ta mới dặn là không được, không được ở ấy đó, không được thả tiền xuống mặt trống đó. Chùa tháp của Bái Đính nha các bạn. Tháp Bảo Thiên. Tháp Bảo Thiên phong. Tháp gì? Bảo Thiên. Kìa, lối vào tháp Bảo Thiên. Bảo Thiên kìa. Wow.
to ngút trời mây luôn. Một cô hướng dẫn viên lặn lội đường xa cho tôi. Oh, hello, gặp lại ông già đầu hói. Oh, cuối cùng ông bà cũng đi tới đây rồi. Các bạn chưa thấy tôi đâu, trang phục của tôi rất là lồi lõm đó, các bạn thấy rồi đó. Đi đúng vào lối lên thang máy tại tầng 2. Giống đi vào trong kim tự tháp quá. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Một trang phục. Trang phục hiện tại đi rất là style. Xin chào Ngọc Phụng. Nhìn bạn style quá, bạn giống nấm lùn quá. Wow, đẹp lắm hả? Oh. Yeah. Giống hoàng cung quá. Đi lên phía trước đã. Con ơi, đứa vào đấy được. Mẹ. Cần
hay không? Cả đại gia đình khu đấy. Đây là đi thang bộ. Vâng. Xem truyện tranh Conan nhỉ.